Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Đường tới tương lai của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, tỷ lệ sinh viên ra trường đạt loại khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học giờ đây đang trở thành số đông, chiếm tỷ lệ ngày một cao, trong khi số sinh viên tốt nghiệp loại trung bình thì ngày càng ít và trở thành phần hiếm. Đó là thực tế. Câu hỏi đặt ra là phải chăng sinh viên ngày nay giỏi hơn trước hay là chất lượng đào tạo giờ đây tốt hơn? Và hiện điều này đang là tín hiệu đáng mừng hay là đáng lo trong xu hướng tự chủ của các trường đại học? Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 cho gần 1.800 sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Ngoại thương cho thấy có khoảng 21% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc, 48,2% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi, tỷ lệ xuất sắc và giỏi chiếm gần 70%. Đây là khóa học đầu tiên được nhà trường áp dụng hệ thống quản lý giảng dạy và học tập mới đã giúp sinh viên đăng ký học tập hiệu quả hơn, sinh viên theo dõi được chương trình đào tạo, tiến độ học tập, kết quả học tập từ đó lập kế hoạch xây dựng lộ trình để góp phần rút ngắn thời gian đào tạo. Cái việc được số lượng các bạn được bằng xuất sắc và bằng giỏi nhiều hơn thì có thể giải thích bởi một số lý do. Thứ nhất là bọn em sinh ra trong thời đại công nghệ và Internet thì bọn em có thể có khả năng tiếp cận được với nhiều nguồn tài liệu khác nhau để có thể tiếp thu tốt hơn cái bài giảng ở trên lớp. Và bên cạnh đó thì bọn em cũng có khả năng kiểu học thêm ngoại ngữ ở bên ngoài để từ đó tìm kiếm tài liệu nước ngoài, thì đó sẽ giúp bọn em có thể đạt điểm số cao hơn trong học tập và tiếp thu kiến thức tốt hơn. Còn cái việc mà các bạn bằng khá có phần ít hơn chẳng hạn thì em nghĩ là cái việc bằng xuất sắc, bằng khá, bằng giỏi thì đó là do lựa chọn của mỗi người tập trung về cái gì trong quá trình học đại học của mình. Có những bạn thì các bạn sẽ tập trung vào việc đi làm thêm chẳng hạn, và các bạn sẽ coi việc học trên trường nó sẽ là xếp sau, xếp thứ tự ưu tiên sau cái việc đi làm thêm, thì có thể các bạn sẽ bớt tập trung hơn. Thì em nghĩ là cái chuyện đó nó có thể giải thích được như thế ạ. Cũng với tỷ lệ tương tự như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay đã có gần 70% sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi và xuất sắc trong tổng số 4.577 tân cử nhân. Trong số hàng ngàn thủ khoa có bằng tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc thì có 39 thủ khoa ở các chuyên ngành đều đạt điểm tổng kết GPA, điểm học tập và rèn luyện chung gần như tuyệt đối từ 3,66 cho đến 4 điểm. Em vừa được vinh danh trở thành tân thủ khoa của Trường Kinh tế Quốc dân năm 2023. Với điểm GPA tốt nghiệp của em là 4.0 trên 4.0 ạ. Em luôn đặt mục tiêu học là ưu tiên hàng đầu của mình. Do đó nên là em dành phần lớn thời gian của bản thân cho việc học và em luôn muốn tận dụng thời gian một cách tối ưu nhất. Khi mà các tiết học trên lớp thì em sẽ cố gắng ngồi những hàng đầu để có thể tương tác được với thầy cô cũng như là tạo điều kiện để mà cho mình tập trung được nhất vào bài giảng. Học ở trên trường thì mình chỉ gói gọn là kiến thức thôi, nhưng mà ra ngoài thì mình còn có thể có thực tế nữa, và cái trải nghiệm thực tế đấy sẽ rất quan trọng sau này khi mà mình đi ra ngoài làm thì nó sẽ giúp ích cho mình được rất nhiều. Cái đích đến của mình nó còn rất là xa, và khi đi làm thì em nghĩ là thủ khoa chỉ là một phần thôi. Đi làm mình cần rất nhiều các mối quan hệ khác, những cái kiến thức thực tế ấy. Đến chia vui cùng cô bạn thân Phạm Ngọc Lan Chi ngày nhận tấm bằng đại học loại xuất sắc, Nguyễn Triệu Nam, tân cử nhân Trường Đại học Y Hà Nội cũng sở hữu một tấm bằng loại xuất sắc hệ cử nhân y khoa. Nam cho biết các bạn bè của em học tại nhiều trường đại học khác nhau, có rất nhiều bạn cũng đỗ tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc. Các nhà tuyển dụng và các anh chị có trong lĩnh vực chuyên môn sẽ đòi hỏi rất nhiều về cái kinh nghiệm của mình và cũng như là cái kiến thức của mình ấy. Nếu như mà mình không biết thì sẽ khá là ngượng ngùng khi mà làm việc ạ. Và em cho rằng đấy cũng là một cái áp lực chính và nó khiến, nhưng mà đồng thời thì em cũng nghĩ đây cũng là một cái động lực để cho mình tiếp tục học hỏi thêm, tiếp tục trau dồi thêm. Thực tế thì để có được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc tại các trường đại học top đầu cũng không hề dễ dàng. Nhưng nếu xét theo tỷ lệ giữa các loại bằng thì dường như sinh viên tốt nghiệp loại trung bình chỉ còn chiếm tỷ lệ rất ít. Và điều này là ngược hoàn toàn so với các thế hệ trước đây. Nhóm tốt nghiệp loại trung bình luôn là nhóm có tỷ lệ cao nhất. Trước đây thì chúng ta biết rằng là bằng xuất sắc là phải đạt từ 9 điểm trở lên. Đó. Thế nhưng mà hiện nay thì với cái quy chế mới
thì quy về điểm 4, tức là quy điểm 10 về điểm 4 ấy, thì các em chỉ cần đạt là 8,6 trở lên đã là bằng xuất sắc rồi chứ. Đấy, chính vì vậy ấy, nên là cái tỷ lệ bằng xuất sắc nó tăng lên rất nhiều so với các thế hệ trước khi mà chúng ta sử dụng thang 10 và với cái mức điểm là 9 điểm trở lên thì mới được bằng xuất sắc. Chính vì từ mà cái khoảng từ 8,6 đến cận 9 ấy, đấy là một cái khoảng là rất lớn. Đấy, cái tỷ lệ các em nằm ở trong cái nhóm đấy là rất lớn. Chính vì vậy nên là cái tỷ lệ bằng xuất sắc nó tăng lên. Thì có một cái lý do, tôi cho là đây là lý do lớn nhất là tại sao nó lại tăng lên đến những một phần, tức là 25%, khoảng 1/4. Chứ còn trước đây thì cái tỷ lệ xuất sắc nó rất ít, nó chỉ khoảng 5% thôi. Tình trạng lạm phát bằng khá giỏi, xuất sắc nhiều năm qua đã lan rộng từ bậc phổ thông lên đến đại học, khiến tạo ra một nghịch lý là sinh viên tốt nghiệp loại trung bình trở thành của hiếm, còn khá giỏi và xuất sắc trở thành phổ biến. Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài con số thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại trung bình mới đây từ các trường đại học. Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công nhận và trao bằng tốt nghiệp cho 4.577 sinh viên, trong đó loại trung bình chỉ còn hơn 1%, khi tỷ lệ khá giỏi và xuất sắc chiếm gần 98,16%. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công nhận và trao bằng tốt nghiệp cho 2.079 sinh viên, có 24 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình chiếm 1,15%. Học viện Tài chính có 3.729 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 16 em đạt loại trung bình chiếm 0,43%. Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế công nhận và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 cho 417 sinh viên thì chỉ có 4 sinh viên xếp loại trung bình chiếm tỷ lệ 1%. Việc quá nhiều bằng giỏi và xuất sắc như hiện nay đang khiến các nhà tuyển dụng không còn đặt tiêu chí điểm số lên hàng đầu. Ở công ty tôi thì không có quá nhiều cái bận tâm về cái đấy. Cũng có nhìn vào như một cái yếu tố tham chiếu, nhưng nó không quyết định nhiều. Ở Brevis thì mọi người, ban lãnh đạo sẽ nhìn vào những cái trải nghiệm của cái ứng viên đó. Đặc biệt nhất là kỹ năng thực sự. Có hai kỹ năng mà Brevis rất quan trọng. Một là kỹ năng tiếng Anh, bởi vì đặc thù sản phẩm là cho nước ngoài và thường xuyên hỗ trợ khách hàng, nên là tiếng Anh gần như sống còn luôn. Tiếng Anh không phải là chỉ đọc được đâu, mà phải giao tiếp các thứ cơ. Thì bạn càng có kỹ năng tiếng Anh tốt thì nó sẽ càng cho bạn nhiều cái cơ hội và thể hiện bản thân mình ở môi trường. Thứ hai là kỹ năng chuyên môn. Kỹ năng chuyên môn thì với từng vị trí sẽ có một cái bài kiểm tra khác nhau. Khi mà điểm số không còn là ưu tiên hàng đầu, thì tiêu chí đánh giá của các nhà tuyển dụng sẽ dựa trên năng lực thực hành và kinh nghiệm của ứng viên để lựa chọn được những người đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc của vị trí tuyển dụng. Bởi vậy, trên thực tế, không thiếu những cử nhân cầm tấm bằng khá giỏi nhưng vẫn khá chật vật để tìm được việc làm. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi hay xuất sắc tăng lên lẽ ra là điều đáng mừng, nhưng nếu quá nhiều dẫn đến lạm phát thì chắc chắn không phải là tín hiệu vui, mà trái lại đang là thực trạng đáng lo ngại khi các trường đang trong tiến trình tự chủ đại học. Và hàng loạt nghi vấn như đánh bóng tên tuổi, chạy theo thành tích, mù mờ chất lượng đầu ra được đặt ra yêu cầu trách nhiệm giải trình từ phía các trường đại học. Với cái tính chất như là một dịch vụ công đặc biệt, hướng tới cái chuyện là người học, hướng tới xã hội, hướng tới các doanh nghiệp mà sau này sẽ sử dụng đầu ra, thì cái việc minh bạch trong quá trình hoạt động của mình và cái vấn đề giải trình là hết sức quan trọng. Giải trình tức là mình cung cấp những cái thông tin cần thiết để những cái đối tượng có liên quan nắm bắt được là mình đang hoạt động như thế nào, đang sử dụng tình hình tài chính là như thế nào, chiến lược phát triển của mình là như thế nào, vân vân. Thì thực ra trong luật cũng được ghi cái trách nhiệm của các trường, không chỉ đơn thuần chung chung một câu là phải giải trình và minh bạch trong hoạt động của mình, mà những cái báo cáo về hoạt động, những cái báo cáo về tài chính phải được kiểm toán và phải được công bố. Nhưng mà thực ra nó cũng chung chung. Và các trường hiện nay thì một là nó quy định mới quá, và cái thứ hai là chưa có một cái nó cụ thể, cho nên hầu như vẫn chưa thực hiện.
Bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi hiện không còn chiếm nhiều ưu thế trên thị trường lao động như trước. Chữ giỏi đôi khi còn là rào cản khi khiến nhiều ứng viên không biết năng lực thật của bản thân, thiếu thái độ khiêm tốn, cầu tiến, dẫn đến việc không đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2023, có 27.800 người, chiếm 36% có trình độ từ đại học trở lên trong tổng số 82.500 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, khi có môi trường thuận lợi, nhiều bạn trẻ sẽ chọn nghề sư phạm và mong muốn đóng góp cho quê hương. Đó là thông điệp của những sinh viên đã, đang và sẽ tốt nghiệp tại các trường sư phạm uy tín ở Hà Nội. Bằng không thì đây là một sự lãng phí rất lớn nguồn nhân lực xã hội, tốn thời gian, tiền của cũng như là đánh mất cơ hội lập thân, lập nghiệp của sinh viên. 3 năm nếu như là học cao đẳng sư phạm và 4 năm học đại học sư phạm, dù rằng ngành sư phạm được miễn học phí. Tiểu mục Góc học đường tuần này sẽ gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh thật đẹp của những sinh viên sư phạm trong ngày ra trường. Căn gác trọ chật hẹp là nơi học tập và nuôi dưỡng niềm đam mê trở thành thầy giáo của tân cử nhân Nguyễn Việt Dũng. Dũng đạt điểm tuyệt đối 9,5 và là thủ khoa đầu ra của trường. Dự định sau khi ra trường, nam sinh này muốn trở về quê hương, trở về chính nơi mà mình đã từng theo học. Em mong muốn được dạy lớp 10 bởi vì là lớp 10 là năm nay là bắt đầu sẽ được tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới. Và em muốn được truyền đạt lại toàn bộ những cái kiến thức mà em đã được học ở dưới giảng đường khoa toán tin trường đại học Hà Nội xuống cho các em. Còn nhiều bạn quyết định ở lại thủ đô tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Nắn nót từng dòng chữ trên bộ hồ sơ xin việc, Thanh Thư cũng như các bạn gửi gắm mong ước sớm được đứng trên bục giảng. Thử thách thì nhiều là bởi vì nó là chương trình đúng nghĩa là mới đấy ạ. Tức là nó chưa có những tài liệu đi trước, nó chưa có những con đường để mình có thể sẵn sàng noi theo mà mình buộc phải là người đi thêm con đường mới của mình. Hơn 2.800 sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp trong 2 năm học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong đó gần 400 em đạt xuất sắc. Đây là những thế hệ sinh viên đầu tiên tiếp cận với sự đổi mới đào tạo nhằm phục vụ tốt nhất cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Các em được tiếp cận với những tinh thần của đổi mới, trong đó rất chú trọng đến hình thành phẩm chất và năng lực cho người học. Khi sinh viên ra trường, người ta đem những cái mới, những cái tốt đẹp và những cái tiến bộ hòa nhập vào trong cái chung của cái đổi mới giáo dục phổ thông. Những năm tháng ấy, mình đã đi qua. Sau lễ tốt nghiệp, tất cả thầy cô giáo trẻ sẽ tỏa đi muôn nơi, gieo tình yêu thương và lòng nhiệt huyết đến với từng em nhỏ. Nếu mục đích tối thượng chỉ là tiền bạc, thì nghề dạy học sẽ không thỏa mãn được cho bạn, nên tìm một việc khác phù hợp hơn. Và nếu chỉ vì điều đó mà đánh mất lòng tự trọng thì không nên chọn làm nhà giáo. Các em hãy nhắn nhủ với phụ huynh, trước khi dạy con họ trở thành thiên tài, hãy cùng nhau giáo dục để con họ trở thành người tử tế. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Đường tới tương lai tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.